Trời ơi, vẽ gì đẹp dữ ta. Ghiếm như chỗ nào. Hai. Cây á. Trời ơi, ghi chữ kìa, vẽ vòng tròn rồi ghi dữ chăng chưa. Wow, đẹp dữ ta. Dữ ta. Bà muốn phải lớn phải chăm học lắm đó chị. Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Thôi đừng vẽ đó, đừng vẽ đó, đừng 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 đừng. Thôi làm gì làm đi, chút gì ấy lại. Ok bạn. Yeah, we're out here drawing bây giờ chay là bây giờ là tự nhiên ở đâu kiếm được hộp phấn, không phải hộp phấn, cái này gọi là phấn. Oh, yellow. Cái gì purple? Purple why à? Yellow. Chay ở đâu tự nhiên kiếm được hộp phấn cô chú ơi, mà phấn ướt rồi. Nhưng mà vẫn còn vẽ được. Giờ chay đi hành nghề tiếp đây. Sau bao năm tháng mà cái gì đó. Sau bao năm tháng làm biếng. Trốn đi làm. Thôi đừng giùm cái. Con bước ra khỏi chỗ này là con phải vô con lấy đôi dép mang vô cho mẹ nha. Con nói yes đi. Trời ơi coi kìa. Trời đất ơi coi dữ chưa. Bây giờ nhìn xuống đằng sau coi có chướng ngại vật gì không là nằm xuống luôn. Ê, trong nhà nó làm như nhà nó vậy đó. Chay đối với chay là bốn bể là nhà cô chú ơi. Trời đó dữ chưa, mệt rồi. Mệt không? mệt ừ. Mệt mà vẫn làm. Biết mệt mà vẫn cứ làm. Ê, mày nói sao? Mày nói bước ra là phải mang dép vô. Bước vô nhà lấy dép vô mang. Đi, lẹ lên, lấy dép vô mang. Lấy dép đi, mang vô đi rồi mẹ cho đi chơi chơi. Ngồi xuống, xích đu. Đó, thấy chưa, cô chú thấy chưa. Cô có đứa trẻ nào mà nó nghe lời mẹ tới mức độ này chưa. Rồi, bắt đầu mang vô nè. Thôi, cho nói thiệt. Đứa trẻ này đúng là một đứa trẻ thiệt chứ. Không có hơn, không hơn không kém. Một đứa trẻ đúng chỉ là một đứa trẻ thôi. Đó, coi chưa, con giữ chưa. Oh wow. Trời ơi, trời ngon. Nó mang được vô đôi giày này. Ngồi xuống. Đây. Này mày giúp nha. Mày giúp nha. Trời đất ơi, giữ chưa. Ui. Thôi lại kia xích đu đi cho mẹ dễ làm. Thì vậy lại kia xích đu. Xích đu xuống, xích đu xuống dễ làm hơn. Thôi đất ơi. Mang vô nè, rồi con mang vô thứ hai vô đi. Rồi mang vô, lại kia ngồi mang vô thứ hai vô. Sụt lùi, sụt đít, đúng rồi. Trời ơi, dữ dằn chưa. Oh, wow. Mang vô, mang dép vô cho cô chú nể chơi nè. Mama. Ừ, đúng rồi. Mama. Mang vô. Dạ, con ăn cơm miếng canh chua luôn hả? Dạ không được bà hai ơi. Bởi vì sáng này con quên đó chứ. Thì quên đời nào ăn cá, đời nào ăn cá kho với lại cá canh chua. What's that? What about me, baby? I said you can't eat the fish. I don't want to eat the fish. You can. Yeah, it's not that you can't, but you don't want to. Yeah, that's you. You've been eating pretty bad. If you say so. Yeah, xin chào à. Bà nè, mang đeo bán vô. Move kìa, ba kêu move kìa. Move. Giải tán mưu sinh kìa. Hả? Move. Rồi lấy dép ăn vô. Lại đằng kia lấy dép ăn vô. Right, you wanna get in? Dạ, hỏi ba nó hỏi lên không, nó nói dạ. Nhưng mà mang có một chiếc dép sao dạ? Mang hai chiếc vô. Hả? Gotta put your shoe on. Còn gì nữa, lấy hộp phắn, quên phắn. Good job. Put it all away. Lấy đeo, sách đeo, no, she's gonna bring it with her. Okay, put it right here. Máng lên. Coi cho trong xe có chỗ nào máng không? Máng lên. Rồi, lên xe. Đó, giữ chưa? Okay, get in. Put your cargo down. Đây nè, đây. Máng dép vô. Put your shoe on. Đó, đầy nắp lại. Ê, chưa gì đóng cửa lại gì? Chưa gì đóng cửa. Phải đàng hoàng là mẹ ba mới cho đề máy chứ, mấy này chưa đề máy nha, máng dép vô. Please put your shoe on. No, she wants her shoes off. That's okay. Okay, let's take it off. Sometimes you have your shoes off in the car, right?
Okay, yeah, I have my shoes. I went in the car for every time. Okay, turn. Put your seatbelt on, JD. Put your seatbelt on. Helen, there you go. Safety first. Thấy chưa? Thấy dữ chưa? Good job. Trời ơi, bút okay, seatbelt on. Phải chúm cái chân lại vậy chưa? Turn it on. Oh, wow! You did it, oh, JD. I'm so proud of you. All right, hit the gas. Give mommy a kiss, please. Trời ơi, nó cạp cái mỏ tôi chứ nó hùng tôi. Oh, good job. Now hit the gas with your foot. Rồi, rồi. Đi. Coi chừng hư bông nghe. Hit the gas. Rồi, nhấn vô, nhấn. Go, hit it. Nhấn đi, see? Nhấn. Hit it. Đó, đúng rồi, nhấn. Nhấn yeah. Vô, nhấn. Lâu quá, cô chú chưa thấy chạy siêu xe. Turn the wheel. Ê, đó nghe nè. Con phải bẻ lái. Hả, bẻ lái, bẻ đi. Bẻ bẻ không phải. Đúng rồi. Hit the gas kìa. Để lên. Turn the wheel. Ba nó hình như giống như là đang tập để cho nó chạy xe hay sao á. Turn the wheel. JD. Rồi, rảnh không? Lái xuống sông chơi luôn đi. Turn the wheel. Xuống sông mát lắm. Quẹo phải là tới. Quẹo phải là tới sông liền à. Turn the wheel. Hit the gas. Yeah, good job, JD. Lái xe phải nhìn đằng trước. Turn the wheel. Còn thiếu cái điện thoại nữa là đủ rồi đó cô chú. Nè, cho mượn cái điện thoại bấm luôn nè, vừa chạy xe vừa nhắn tin là đúng luôn rồi đó. Turn the wheel. She'll go right into the lake if I yeah. Maybe let her do it herself and okay, then she's gonna go. Learn from it. Okay, no. That's an expensive toy. Go, hit the gas. À, thấy chưa? Cho nó đụng luôn đi. Nó tự dậm ga đó cô chú, cái đó là tự dậm đó. You gotta turn the wheel, honey. Bóp kèn, cầu cứu. Cứu tôi với. Cứu không? Con đó. Cứu không? Cứu. Here, close your door all the way. Cứu không? Cứu. Hit the gas, JD. Rồi, dậm ga. Đúng rồi, đây. Rồi ta nói là đi lên cỏ là làm hư cỏ nè. Làm hư cỏ của công viên nè. Chay mà làm hư cỏ của cỏ của công viên á là con phải tự ký tên tôi nha, chứ mà con để cho mẹ ký là mẹ mệt á. Tại vì con làm với mẹ đâu có làm đâu. You didn't turn. Hit the gas. Rồi bây giờ đi kiếm bé Hùng đi. Để lên đi kiếm bé Hùng. Đi. Để cho cô chú in case. Cô chú không biết bé Hùng là ai. Cô chú cứ thắc mắc bé Hùng. Mà bữa giờ bé Na nổi tiếng mà bây giờ mình đi kiếm bé Hùng. Thế nên mẹ mở điện thoại ra mày kia mày cho cô chú coi bé Hùng nha. Đây bé Hùng đây. Đó bé Hùng nghe cô chú. Hồi bữa là bé Na là khác. Bây giờ bé Hùng đó. Giờ đi kiếm bé Hùng nè. Hit the gas. Hit the gas. Thôi trời ơi là đổ phấn ở trong đó là hư hết. Dơ xe. So now she wants her attention is now on something else. Yeah. Rồi đi. Bỏ xuống đi. Đúng rồi. Hit the gas. Rồi cái móng tay cần được cắt mà mấy bữa nay mẹ nói miết, mẹ nói hoài mà mẹ chưa cắt luôn á trời. Tại vì cũng đâu có trả tiền mẹ đâu kia mày cắt. Đúng không? Mẹ làm là phải có tiền mẹ mới làm chứ không có tiền sao mẹ làm được trời. Con mua mốt con gắn đi làm kiếm tiền rồi chừng nào mà cắt móng tay kia mày cắt chơi nghe chưa? Mày trả tiền mày mới cắt á. Không biết sao? Bây giờ rảnh biết làm gì không? Đi vẽ dạo đi. Kiếm tiền để về mày cắt móng tay cho. Mày làm gì à? What are you doing, honey? Làm gì à? Rồi xuống rồi, muốn xuống oh, rồi she's đó. Done. Yeah, she's so done. She wanna đi vẽ dạo now. Yeah, she had her first accident. Where? Oh. Rồi đứng lên rồi đi dễ dạo kiếm tiền đi. Ủa không đây hả? Ừ đồ em ở đây mà.
Tại sao lại bỏ đồ nghề ra đây, đây được? Đồ nghề là cái miếng cơm manh áo của mình mà. Lúc nào cũng phải miếng cơm manh áo đi đầu nghe chưa? Vui chơi gì mấy mình cũng phải quay đầu là bờ. Put the stuff in your car. Rồi, lụm vô, lụm dài vô. Giày dép là mình phải lụm vô. Nâng, tại vì mình phải nâng niu bằng chân Việt. Hiểu không? Mình là Việt Nam mà mình phải nâng niu bằng chân Việt này nè, thấy không? Shoes. Cái bằng chân Việt nè, cái bằng chân Việt này là tao nói thì cái móng chân nè, coi nè. Đó. Bằng chân Việt. Quýnh vô một cái luôn bằng chân Việt. We went out earlier and she pooped. Dữ chưa? She did. Very bad. And then she wouldn't come in. She ran all the way around here with poop. Bây giờ nó làm biến mở ra cái, bây giờ nó sỏ vô kìa, coi nó kìa. Coi được không? Coi được không? I don't think she's lambing. I think she doesn't know how to unlatch it yet. No, she bé này làm biến. Đây này, mày giúp. Đỏ. Wow, good job chị đi, thấy không? Vô lại là người ta sọt vô cái xích beo vô liền, thấy không? Chứ phải giỡn như người ta đâu. Ta hiểu lắm á, ta hiểu đời dữ lắm á. 21 nồi bánh chưng là hiểu đời dữ lắm rồi cô chú ơi. Thôi giờ đi đâu á? Ấy đi lại lùi dịch kìa, đúng rồi. Ấy mà bữa giờ nhắc đen dịch đâu giờ nó có rồi kìa. Giờ đem vũ khí này giống như xe tăng vậy đó. Đem ra quýnh tụi nó. Chỉa cái súng ầm 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 luôn. Rồi mấy con dịch này là mệt chí chay rồi, xe tăng tới rồi. Xe tăng với thiết giáp đồ tới luôn rồi đó. Kìa nhìn mấy con dịch kìa. Đó. Rồi, quay đầu là bờ. Trời ơi, coi cái mặt quá kìa, coi cái mặt quá kìa. Coi cái mặt quá kìa. Ánh nắng đó, do ánh nắng chói chang đó. Ủa, làm gì ba để chơi chạy vòng tròn đang á trời. Baby, baby, quay đầu là bờ. Để cho lại đuổi mấy con kia nữa đó. Để cho lũi xuống sông luôn đi. Rồi mấy con kia xuống hết rồi. Rồi rồi quay đầu là bờ. Về lượm ơi, lượm lượm. Về săn mắt hái lượm đi lượm ơi. Đây đây, lượm quay đầu rồi. Hai phai với ba nó kìa. Dễ sợ không? Đi đi lượm lượm. Về săn bắt hai lượm lại lên. Lượm này làm gì cũng lâu quá. Chờ nội chờ không á, nào nội chờ mà lượm quay về không cũng hết thanh xuân rồi. Thanh xuân như một tách trà ngồi chờ bé lượm hết bà thanh xuân. Lớm lớm lớm. Dễ lớm lớm. Mẹ tự nhiên đặt em tên lượm luôn. Ớ ngăn mẹ thì cái chay hả? Trên cuộc đời này không tìm được người mẹ thứ hai như vậy nghe chay nha. Đó, lượm về cô chú ơi, lượm về cô chú ra đón lượm đi. Nè. Boom. Yeah! Baby, that's... She's pushing it. Oh, I'm, really? I'm not doing it. Oh. Hit the gas. Rồi, good job. Đi về lượm. Ra khỏi bãi cỏ này đi. Jade, hold the steering wheel. Jade. Ủa, chay, chay, chay. Con có thấy hoa vàng trên cỏ xanh không, chay? Mình đang đi trên cỏ xanh nè. Con có thấy cái bông hoa vàng nào không? Hit the gas. Chay, con có thấy hoa vàng trên cỏ xanh không? Thấy thì lụm. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? High five. Su. À, Su, trời đất ơi. Trời ơi, nó chỉ, nó thấy bà Su, nó nói, à, Su. Hi, Su. Trời đất ơi, có được không? Đi, 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 đi. Chị? Nắng quá, nắng chói. Say hi to Su. Anh nắng chói lóa.
xóa hết bóng tối quanh đây. Rồi cái bả đó đã thấy bả đó, đó nó kêu Asu. Rồi rồi, dựng xe xuống gác trống. Gạt trống. Yeah, nó thích con chó này hơn. Nó thích con này hơn Mỹ Lao. Xuống nè. Rồi, gạt trống. It's a big step. Rồi, nó thích con nè, nó thích con Twiggy này hơn con Mỹ Lao nè. Hôm qua con kia tào lao quá. You can draw a picture? Yeah. She share her toy with Twiggy. Oh, yeah. Yay. Oh, wow, good job, JD. Yay! Thấy không? Thấy nó thích con này không? Con kia hôm qua nó khóc. Write your name. Write Jade. Hi. Come here. Can I have a hug? JD, can you give her a hug, please? Hug. High five. Can you give her a hug? Pink. Yep. It's pink. Can you give her a hug, JD? Rồi này nó đánh trống lảng này. JD's a wild one. Well, everybody likes Twiggy better. Oh yeah. JD. Jay, tại sao bà kêu con hất bà mà con không hất vậy Jay? Sao con pin vậy Jay? Hả? You getting back in your car? You walking? Hả? Tắng. Jay sao không có friendly gì hết à? Ôi, tự nhiên chiếc xe này biết lái vậy? Trời, chiếc xe này tự biết chạy mình nè, dí con Jay đi. Baby, have the car chase her. Dí chạy đi. Dí. Trời chạy rồi, đừng nói vô gặp bà đi lo rồi, cái đứng ở trong đó luôn nha. Tôi mệt á. Trời đất ơi trời, thấy chưa? Bà nói số thời tới rồi, căng không nổi. Trời ơi trời. Thời tới rồi đó. Trời ơi, nó thấy bà nó ưa. Con nói mở cửa. Trời ơi. Khổ tôi chưa? Nó thấy chưa, không mang giày vô là bả la rồi đó. Oh yeah, not a problem. Rồi thôi, thầy tới rồi. What's wrong? Oh, look here. What do you want, JD? What do you want to do? Don't you want to come in? What do you want to do? See? What do you do? Say thank you. No. Nó đòi cái giấy khác đó, nó đòi cái cây khác đó. Okay. Biết nó mà, nó đòi cái cây mà dễ dễ lên được móng đó. Nó coi nè, cái tập này là nhau nó dễ hết đó cho mày. Coi dễ rồi, để cái tay cái không? Coi cái tay cầm bút vẽ này. Không vọng cho vọng không? Yes. Ngồi xuống sit down. Nó không chịu cái này, she đòi cái bút kia. Look, nó đòi cái cây bút vẽ nha. I know what she wants, but I don't want to give it to her. JD, stop it. Oh. Jade. You know what she wants, baby? What she the want? Real marker. Oh. The one that I bought for her, remember? Yeah, she wants to mark everything. Yeah. Here, you can write, see? Yeah. Phải chấp nhận thôi con. Yeah. Có gì mình xài đó đi con. Đừng có đòi hỏi quá. See. You want this one? Watch. Nó đi về nhà, nó muốn xuống, nó đi về nhà để nó lấy cái bút của nó đó. What do you want to do? Cái mà nó sơn móng tay nó được nó mới chịu. Oh, this don't work on that paper. Rồi thôi, rồi về ha. This is chalk. Yeah, you can play it outside, JD. You want to play outside now? Okay, let's go play outside. Rồi, không cho anh ta đi về đó, thấy chưa? Không có vừa lòng người ta là người ta đi về đó. Yeah, we had shoes on, but she took them off. I know, but oh, once they cut their feet, they tied up for months. Oh, I know. I can remember my kids.
À, lúc nào cũng là bye bye đi luôn là không thấy người ta không không có cho người ta vừa ý là người ta bye bye liền chứ phải dạ chúng ta đâu bye bye đi chơi bye bye đi chị ta sớm bắt đầu khổ đó thấy không không yêu là đừng nói lời cay đắng cay là đúng ấy đó rồi rớt rồi đâu có chơi đi đâu có chơi cái kiểu mà cay đắng với chay được trong cuộc đời này là chay không có nhận hết chua cay đâu nha baby stop. Đó, thấy chưa? Lượm phấn vô, lượm ơi. Lượm, còn cục nữa, đúng rồi. Quá lượm luôn. Trời ơi. Yes, sir. Baby, stop it. She's running really fast. I don't think it's because she's being forced. Yeah, she is. Không có chạy. Chạy đi. No running. Chạy đi. You want to put your shoes on? Baby, I said stop. Ôi, đó. Nghiên cứu tại sao bánh xe này tự động mà nó quay. Đó, nghiên cứu cái tướng ngồi nghiên cứu nè. Thấy chưa? Nghiên cứu da đó. Cứu không? Cứu nè hay không hay hả? Ừ hay. Ừ quá hay luôn, hay lắm bồ ơi, con nói nè, hay lắm bồ ơi. Cái gì? Ừ đúng rồi, mẹ bị bruise ở ngay cái đùi nè, đúng rồi. Rồi nó đi ngang qua nó chỉ là mẹ bị bầm cái đùi cái chân. Thôi đừng có đụng bánh xe. Con này mốt lớn lên nó sửa bánh xe, sao nó thấy bánh xe nó thấy thú vị quá. Nhịp 2. Ê, mang giày vô đi, mang giày vô đi chứ con đi xa quá. Jade, come here for a second. No, where you going, Jade? Bye bye mẹ với ba đi đi. Yeah, bye bye mẹ, ba. Bye bye mẹ với ba đi đi. Ừ, chơi vẽ đó, đúng rồi. Yeah. Hey, JD, draw one right here. Thank you. No running. No unsafe run. Trời ơi, con nó ngồi y như là ở dưới đất là một cái tấm niệm hay sao á. Lạ lùng ghê á. Coi, con bài 8 ngồi vẽ kìa, coi được không? Thank you. Thôi ba nó kêu chạy lên đó vẽ, cái nó chạy lên vẽ. Nè, lại đây vẽ cái nè, lại đây vẽ cái cho mẹ coi. Lại đây vẽ. Rồi, cho 5 đồng lại lên. Lại vẽ cho 5 đồng. Thôi rồi, tiền còn trong túi đây coi. Ủa? Hello. Ủa, nãy không đem tiền gì luôn á trời. Hi. Good, how are you? Good, good. Hi, honey. Oh, is that for me? Oh, look. How do you spell her name? Jade. Jade. Trời ơi, nó thấy bà đi lo rệt ra đó. That's your name. Trời ơi, bà viết chữ đẹp dễ sợ. Chữ đẹp dễ sợ luôn, viết không biết phải ghi chữ gì luôn. Yeah. Did you get a paper or something? Oh yeah. Dạ, đi là mới vô nhà sơn môi hay gì ra mà hồi nãy đâu thấy cái môi đỏ, giờ ra thấy môi chưa? Môi hồng. Yeah, I'll get you some. Nice. Enjoy. Phải đi mua nó cái bảng nè. Mua cái bảng ha. Nè, con xuống dưới đây con vẽ nè, xuống dưới đất vẽ nè. Con vẽ vậy làm chi? Con thấy ba rảnh không chay? Đó, rảnh đó. Rảnh nhất trên đời này chỉ có nhà chay. Wow. Wow gì? Wow, con say thank you ấy chứ. Đó, bà lấy giấy ra cho nó đó. Nói thank you. Mà nó nhìn cái môi bà đó. Nó nhìn nó đang chỉ cái môi bà đó. Nó nói màu. Ý nó nói bà đang làm màu đó. Còn nói đi make color. Nhìn cái môi mà. Oh my god, she is hilarious. Trời ơi, nó hài dữ vậy trời. Nhìn cái môi, đúng rồi, đúng cái hồi nãy bà không có sơn môi. Mommy.
Ăn suốt cuộc đời cô chú thì cái gì? Là cái gì đó, thanh xuân như một tách trà chay ngồi chay dẻ hết bà cái thanh xuân đó. Rồi ngồi dẻ miết luôn. Cô thanh xuân cô chú cũng hết theo chay luôn, tại vì cứ ngồi câu dẻ miết đó. Cô chú coi chay dẻ trong mắt cô chú dẻ đẹp lắm á. Đó, rớt. Ồ, rớt rồi. Say thank you chị đi. JD, can you say thank you? What happened to her eye? Hold on, give me 1 second. Can you say thank you? Thank you. Lucky did it. Be careful. Oh, a boat. Boat, say boat. Yeah. Yeah. Yeah, because thank you. She was petting him too hard. What that is? Cái đó gì vậy? It's a brush. Hi hi. Con nói đi chay. A hi hi. Nói a hi hi đi. A hi hi. Yeah. Nice. Khoái chơi với bà dễ sợ không? Mốt bà đi là bà nhớ nó lắm. Còn mốt nó cũng nhớ bà này. Nhưng mà nếu mà nó nhớ bà thì cũng too bad. Tại vì mùa đông á, nó cũng đâu được đi ra đường nhiều đâu. Qua đây biết qua đây mà nhớ bà. Không mà ngộ chứ. Ngộ biết sao không? Tại sao chay không ở nhà? Ở nhà